Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay, những sản vật, sản phẩm làng nghề luôn được bổ sung, hoàn thiện mình để tạo chỗ đứng trên thị trường. Ở huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, nơi có những sản vật đặc trưng dùng đầu nguồn miền Tây, ô cốp đang được xem là một bước chân mở đường, nâng chất cho các sản vật, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Những bẻ cá linh đặc trưng đi từ mùa nước nổi vào văn hóa ẩm thực của người dân Hồng Ngự. Cơ sở nước mắm thượng nguồn, nghề truyền thống hai thập kỷ của gia đình chị Ngoan đã chính thức đạt chủ thể ô cốp 3 sao vào 3 năm trước. Kết quả này là điều kiện thuận lợi để sản phẩm gõ cửa các sàn thương mại điện tử. Cuối năm 2023, doanh số sản phẩm đạt gần 10.000 lít, gấp 10 lần của những năm trước. Từ cái khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thì tiếp đó thì chính quyền địa phương cũng thấy cái sản phẩm của mình có cơ hội phát triển. Do đó là mình cũng được dẫn đạo tham gia cái sản phẩm ô cốp, thì cũng được giới thiệu cũng như là tham gia các cái sàn thương mại điện tử. Thật sự là một cái năm kỷ lục so với các những cái năm trước, như là ngoài sự mong muốn của mình. Nối gót nước mắm thượng nguồn, khăn dịch Choàng Long Khánh truyền thống cũng dự kiến đạt ô cốp 3 sao vào năm nay. Sản phẩm sử dụng hơn 50% nguyên liệu địa phương như bột gạo, đèn cầy để làm săn sợi chỉ, làm nên đặc trưng của chiếc khăn. Với giá trị được khẳng định sau khi đạt danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, chứng nhận ô cốp tiếp tục là cơ hội để chiếc khăn rằn truyền thống hoàn thiện về mẫu mã, hướng tới các thị trường xa hơn. Hỗ trợ mình làm hồ sơ phát triển làng nghề thì có năm vừa rồi, năm 2023 thì người ta cũng cho cái làng nghề cũng mấy cái máy dệt chỉ sợ ta cũng hỗ trợ. Đến nay huyện Hồng Ngự có 39 sản phẩm ô cốp, trong đó 5 sản phẩm ô cốp 4 sao và 34 sản phẩm ô cốp 3 sao. Dự kiến năm 2024 tiếp tục chuẩn hóa các sản phẩm đã đạt sao nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cho các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, trong năm 2024, huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, phấn đấu đạt thêm ít nhất 6 sản phẩm ô cốp 3 sao. Thời gian tới, tiếp tục sẽ là nhiều chính sách hỗ trợ. Ngoài chương trình mục tiêu quốc gia, thì địa phương cũng khuyến khích cơ sở sản xuất bằng các cái nguồn vốn hợp pháp khác. Địa phương tăng cường liên kết với các cái doanh nghiệp thông qua là các cái kênh truyền thông để quảng bá cái hình ảnh cái sản phẩm ô cốp đến là nhiều nơi. Với những sản vật đặc trưng dùng đầu nguồn, bằng sự sáng tạo, nỗ lực của các chủ thể ô cốp, bên cạnh đó là sự đồng hành của địa phương đã giúp những sản vật đầu nguồn dần được hoàn thiện, nâng chất, khoác thêm áo mới, có những bước phát triển mới trên hành trình chinh phục thị trường.